kéo tới thì nó cũng mưa rồi, thấy không? Biển kìa. Qua cái đen kìa. Đó, đen đó. Đó, 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 em bấm chưa được. Cái gì cái gì? Cái lòng. Cái gì nữa? Cấp. Cái cấp. Cấp với cho bá lử. Cấp ở đây nó bự quá ha. Rồi cái gì nữa ta? Nổi. Đó, đi đi khách sạn nè, có rượu có đồ đầy đủ. Này ăn với em này, qua đây. Cái gì đây? Cái bịch. Đi đây ngồi cho xíu đi tắm đi ngủ. Come on, come on, đi đi. Đi ra cái biển mát nè. Đó, một bịch trái cây luôn. Thôi đi, come here. Ăn thêm mặn nha thôi. Ờ. Mắn cầu. Rồi xong rồi. Rồi bữa nay đầu tiên là ngày đầu tiên tới Hawaii nha. Ngày tiên tới Hawaii là uống nước cô gái Hawaii. Đâu cười. Nước cô gái Hawaii đàng hoàng nữa chưa? Ồ. Kế tiếp đó là nhậu, nhậu rượu trái cây đi. Rượu đầu tiên là có cốc Hawaii. Cái cốc Hawaii nó bự gấp 3 lần cốc ở lần. Xong rồi tới chiếc xoài. Chia chiếc xoài nữa. Xoài Hawaii. Con Hawaii. Nên mặn Hawaii thì ngược lên được chưa? Mặn Hawaii rồi tới ổi rồi tới cốc trà bá lửa đi, cốc trà bá lửa, cốc trà bá lửa có rồi, cốc trà bá lửa. Wow. Thơm nó sải. Đây là món cào cô ta nè, thấy chưa? Quả na đấy. Quả na. Bữa na là na đi không hết chứ. Cái là nhãn Hawaii nè. Hột chút xíu à. Còn cái này là cái trái trái đà bát. Bự tổ bà nái luôn. Rồi xong bắt đầu ăn. Hết rượu rồi hả? Cắt rượu. Ăn nhậu không? Mình nè à? Kêu gái ra nhậu đi. Trời ơi, ai bỏ hết đất. Đó, chúng nó đi khách sạn, chúng nó hết đất đó. Ali coi chị hai đi. Sự vàng cái đó để làm gì ta? Làm gì lăn lộn dữ vậy trời? Làm gì lăn lộn dữ vậy con? I realized that there's so much more to me than just this girl from California.
see more of my trip to China in Disney Now. Ăn tướng nhầm đã. Một mình một người mà nghiêng một bàn trái cây. Ngày hưởng thụ là quá đà luôn rồi. Anh đeo cây no luôn phải không?